chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày đầu tuần nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng nay sẽ có một số nội dung chính sau. Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng cải thiện bữa ăn của bộ đội từ tăng gia sản xuất chăn nuôi. Taxi vừa quy hoạch gây áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông. Phản ánh của Lưu Thoan và Duy Đông tại thủ đô Hà Nội. Tin thế giới, dự báo năm 2017, Nga sẽ là điểm sáng đầu tư. Bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin thời sự sáng nay. Công ty cổ phần địa ốc Kim Phát, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc trao tặng 90 phần quà Tết cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo thuộc ba xã Phước Lâm, Phước Hậu và Thuận Thành. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm bánh, mứt, gạo, các nhu yếu phẩm và số tiền mặt 500.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chia sẻ của công ty cổ phần địa ốc Kim Phát đối với những người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết đến xuân về, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn đón một mùa xuân mới, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vượt qua khó khăn, dần lên ổn định cuộc sống. Thời gian qua, ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách, huyện Cần Giuộc đã tích cực vận động xã hội hóa để chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp các ngày lễ Tết. Trong năm 2017, huyện Bến Lức tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo sự chuyển biến về chất lượng và năng suất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, phát triển bền vững. Trong hoạt động phát triển thương mại dịch vụ, tiếp tục tạo môi trường điều kiện thuận lợi và khai thác hiệu quả hoạt động của hệ thống siêu thị Co-opmart, siêu thị Điện Máy Xanh. Đồng thời chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ hỗ trợ gắn với phát triển khu cụm công nghiệp và khu dân cư theo hướng nâng cao chất lượng, nhất là các dịch vụ viễn thông, vận tải ngân hàng. Về sản xuất công nghiệp, các ngành chuyên môn tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng các dự án, tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp. Phấn đấu tổng mức tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện trong năm tăng trên 17% so với năm 2016, trong đó các ngành nhất là công nghiệp, thương mại dịch vụ từ 17 đến 20%. Thưa quý vị, trong quân ngũ, mặc dù chế độ chính sách cho từng cán bộ chiến sĩ luôn được đảm bảo, nhưng chất lượng bữa ăn vẫn bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả thị trường và nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, việc tăng gia sản xuất, đưa rau xanh và thực phẩm sạch vào bữa ăn của bộ đội là rất cần thiết. Đây là khu vực tăng gia sản xuất của các chiến sĩ đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Khu tăng gia tập trung của đơn vị được quy hoạch rõ ràng, gồm vườn rau, chuồng trại, ao cá và ruộng lúa. Khu trồng rau với các loại cải, cà chua, cà tím, mồng tơi, đậu bắp, rau gia vị và các dạng dây leo như bầu, bí, mướp. Những ngày giờ nghỉ á, thì anh em cùng nhau tăng gia sản xuất để tăng thêm phong phú thêm đa dạng món ăn của anh em trong đơn vị, rồi cũng mang lại cho nhiều kiến thức về cách trồng rau và chăn nuôi của đơn vị, để sau này ra khỏi đơn vị anh em có nhiều kiến thức hơn để hòa nhập với cuộc sống. Ngoài trồng rau, chiến sĩ trong đơn vị còn canh tác khoảng 1,2 hectare đất lúa và đẩy mạnh chăn nuôi. Trong khoảng 3 năm nay, đơn vị thu hoạch hơn 21 tấn rau xanh, củ quả các loại, hơn 2,6 tấn thịt, hơn 1,4 tấn cá. Tỷ lệ rau xanh đạt 12 kg một người một tháng. Với tinh thần tham gia tự giác, tích cực, việc tăng gia sản xuất chăn nuôi không chỉ cải thiện chất lượng bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, làm đẹp cảnh quan, mà còn góp phần tạo thêm kinh phí cho các hoạt động xã hội, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân. Công an xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa vừa tổ chức nhân rộng mô hình camera an ninh và thông tin về tình hình an ninh trật tự cho các chủ nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn xã. Mô hình camera an ninh được xã Hữu Thạnh triển khai từ tháng 6 năm 2016. Đến nay đã có 12 camera an ninh được lắp đặt tại một khu nhà trọ, một khu dân cư và khu vực ngã ba đầu tàu. Kinh phí lắp đặt 45 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Thông qua hệ thống camera an ninh, công an xã Hữu Thạnh đã phát hiện và bắt một vụ trộm gà, một vụ nghi đối tượng trộm tại nhà trọ và giải tán 8 lượt thanh niên tụ tập gây rối mất trật tự. Đây là mô hình khá hiệu quả, đã phần nào làm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
Tại hội nghị này, công an xã thông tin thêm đến các chủ nhà trọ, nhà nghỉ về những phương thức thủ đoạn phạm tội xảy ra tại xã Hữu Thạnh để từ đó có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Dịp này, công an xã Hữu Thạnh còn phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn camera Hậu Nghĩa thông tin về hiệu quả mô hình camera an ninh. Đồng thời, chuyên viên của công ty camera Hậu Nghĩa còn tư vấn hướng dẫn lắp đặt hệ thống camera an ninh tạo hiệu quả trong công tác quản lý nhà trọ, quản lý an ninh trật tự tại xã. Trong năm 2016, ngành thép chịu sức ép lớn khi liên tục dính vào các vụ kiện thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp từ các nước nhập khẩu. Không những vậy, tại thị trường nội địa, thép Trung Quốc vẫn ồ ạt được nhập vào, khiến các doanh nghiệp sản xuất đã phải rất vất vả để cạnh tranh. Năm 2016, ngành thép Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong công tác xuất khẩu các loại sản phẩm thép, mặc dù gặp phải nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại của các nước. Các sản phẩm thép nước ta chủ yếu được xuất khẩu sang các nước trong khối ASEAN và Hoa Kỳ. Sản lượng xuất khẩu của ngành thép trong năm 2016 vẫn tăng 18,1% so với năm 2015. Những mặt hàng xuất khẩu quan trọng vẫn duy trì như năm trước, riêng phôi thép dễ bằng gần 0,06% năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thép năm 2016 ước đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch nhập khẩu xuất khẩu của ngành thép năm 2016 là 9,1 trên 2,4 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, ngành thép đang phải nhập siêu rất lớn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Năm 2017, Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo ngành công nghiệp thép Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng sẽ không cao như năm 2016. Dự báo toàn ngành năm 2017 sẽ tăng trưởng 12% so với năm 2016. Dù 5 năm nay, thành phố đã quyết định dừng cấp phép taxi, nhưng nhiều tuyến đường Hà Nội, lượng taxi vẫn chưa quy hoạch. Theo một số chuyên gia, với 52,5 xe trên 1 km vuông, Hà Nội trở thành đô thị có lượng taxi vượt nhiều lần so với một số thành phố phát triển của châu Á. Tình trạng này khiến cho con đường của thủ đô vốn chật hẹp ngày càng thêm ùn tắc lộn xộn. Taxi tập trung đông nhất tại khu vực bến xe bệnh viện, cổng bệnh viện Bạch Mai. Lượng xe taxi với đủ các loại phù hiệu và không phù hiệu đổ dày đặc. Không chỉ dừng đổ sai quy định mà lái xe còn chèn ép tranh giành khách. Cùng với các phương tiện cá nhân thì một lượng taxi khủng như thế này đã chiếm phần lớn lòng đường, khiến cho nhiều phương tiện khác di chuyển chậm chạp hơn. Taxi nhiều khi người ta cũng đi trên đường này, người ta cũng quay đầu là vô tổ chức. Đấy là theo như là taxi chúng tôi nhận xét đấy là cũng có phần đông. Năm 2010, Hà Nội có hơn 17.400 xe taxi với 114 doanh nghiệp hoạt động. Dù đã dừng cấp phép, nhưng lượng taxi ngoại tỉnh và cả doanh nghiệp hoạt động taxi trên địa bàn Hà Nội vẫn tìm cách lách luật để hoạt động. Đó là chưa kể đến hàng chục nghìn taxi không màu của Uber, Grab và taxi theo dạng hợp đồng cũng không màu của đề án thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý taxi của Bộ Giao thông Vận tải. Ở đây có một cái mâu thuẫn, cho nên là các cơ quan nhà nước cần phải nghiên cứu xem xét lại, xem có nên cho phát triển cái loại xe không màu là không, bởi vì chính nó là không màu. Nói là danh nghĩa của nó là xe taxi, nhưng về ngoài nó là xe cá nhân. Vậy thì khi hạn chế xe cá nhân thì liệu có ảnh hưởng đến cái loại hình áp dụng công nghệ thông tin hay không? Các loại hình lái xe như kiểu Uber, Grab thì nó cũng phát triển cũng mạnh đấy, và cũng làm cho lượng taxi của bọn em thì cũng giảm bớt đi một phần số lượng khách ạ. Theo thống kê của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông, mật độ taxi trung bình tại khu vực nội thành đang có 52,5 xe trên km vuông và mỗi km đường có 16 xe taxi hoạt động. Riêng một số nút giao thông lớn, giờ cao điểm taxi chiếm 1/2 lưu lượng ô tô qua lại. So với một số thành phố phát triển của châu Á, mật độ taxi tại Hà Nội vượt gấp nhiều lần. Ví như Hồng Kông có 12,32 xe trên km vuông, Bắc Kinh 5,7 xe trên km vuông. Vì vậy, hạ tầng giao thông của thủ đô đang phải chịu sức ép rất lớn của các loại hình taxi. Vậy là yêu cầu là các cái hãng taxi thì nâng cao cái chất lượng phục vụ. Đối với những cái hãng taxi nào mà nó không đáp ứng được cái chất lượng phục vụ thì sẽ yêu cầu như vậy là dừng hoạt động. Lượng taxi ngày càng tăng cao, trong khi thành phố lại thiếu những cơ chế chính sách nhằm kiểm soát tốc độ phát triển, thiếu quy hoạch,
đầu tư xây dựng bến bãi nên làm cho hoạt động taxi càng trở nên lộn xộn. Đó là một áp lực nữa cho giao thông thủ đô vốn vẫn còn nhiều bất cập.